Hello, tôi đã trở lại rồi đây và đem đến cho các bà một siêu phẩm hot nhất trong thời gian gần đây. Một đôi cao gót siêu dễ phối đồ, tôn dáng mà lại vô cùng dễ đi nữa. Đôi mình chọn là 9 phân, chất da của em nó rất là mềm. Phần gót và đế vuông giúp cho mình dễ dàng di chuyển, giữ được thăng bằng và không có lo bị đau chân nha. Phối đồ thì thôi đỉnh khỏi bàn luôn, lại còn hắt chân nữa đó mấy bà. Mấy bà thấy gì chưa? Sau thời gian dài ở ẩn thì tôi đã quay trở lại và hốt được bao nhiêu đây là giày dép để dành review dần cho mấy bà nè. Mùa này mà làm sandal là hợp lý ha. Xem hai đôi hôm nay có gì hot không nha. Đôi đầu tiên thấy cái độ dẻo dai là thấy ok rồi đó. Cái phần sticker mà có chữ á là người ta gắn thẳng vô đôi giày luôn chứ không phải dán, cho nên là mấy bà đừng có sợ bị rớt nha. Thêm phần đế độn chiều cao và chống trơn trượt cho mấy bà nữa. Xuất sắc hen. Kế tiếp nha, bà nào mà đam mê giày dép thì chắc chắn sẽ biết cái em mà tôi đang cầm trên tay này. Nó hot tầm mấy tháng trở lại đây rồi. Cái phần quai ngoài sau gót được thiết kế bèo dúng và có độ co giãn, giúp cho cái chân mấy bà khi nào di chuyển nó không có bị đau. Hai em hôm nay thấy ok la chứ hả? Ok, em làm ghẹo dấu của tờ Linh nhưng mà mình thử làm cho nó hồng hồng thân xíu coi. Ok, cho cái trống vô thì nó cũng cool nhưng mà mình cần nó cháy hơn nữa. Cái mình mới suy nghĩ tại sao không làm bài này thành real ta. Ê, cái này vui nè. Thêm tiếng gõ cửa vào. Ok, làm đến đây tự nhiên thấy cái đèn trên kia nó chớp chớp. Ok, bây giờ gom tất cả lại. Thế này là dở rồi. Cao hot chiến binh kiểu gì mà trông hộp dễ thương thế này. Vậy là chiến binh dữ chưa? Ừ, một hộp dễ thương nhỉ. Xinh quá. Không hiểu tại sao nó được gọi là cao hot chiến binh. Ý là đeo vào cho nó chiến hay là làm sao? Thực ra thì nó là một cái kiểu dép cao gót dày xỏ ngón nhá. Cấu tạo thì nó cũng đơn giản như này thôi. Đây là cao 5 phân. Ồ, tôi đo được 6 phân này. Nhưng mà nếu đo đoạn này thì gần 6. Chung là 6 phân chứ không phải 5 phân đâu mọi người. Này là mắc cả hình vuông. Cái gót là đế tròn, mũi là đế vuông. Có kiểu vải này thì đi sợ là mai mốt nó bẩn này. Rõ cái dây. Trong như này. Cứ sợ nó chật quá tôi đưa ra cái nút này. Mà ai dè làm như thế thì đi cái đôi dép nó bị lỏng quá mọi người. Cứ sộc xà sộc sạch này mọi người. Tôi đã phải cho nó vào cái nút này. Và giờ thì trông ổn áp hơn nữa. Phải cho nó chật chật vào. Mọi người nhìn xem tôi đi được không? Tôi cứ bị thích cái bên nhìn ngang này này. Gót nó cũng có 5-6 phân thôi nên là đi nó vững chân lắm. Nói chung là trông cũng được. Chân tôi dài 2-3 cm là đi con 35 là vừa. Thế thì sờ cũng chắc chắn phết đây. Mà không biết là cái sợi dây này đi thời gian dài không biết nó có chịu đựng được đôi bàn chân của tôi không nữa. Đều nhìn thế này trông chân trắng thế nhờ. Trời ơi, chân nó thẳng lên này trông còn đỡ đỡ. Đến khi mà để xuống này. Ôi giời ơi. Trời ơi mọi người trông cái màu xinh chưa này. Tôi cứ sợ có màu trắng này nhìn nó trắng quá đâu, nó dìm cái da chân của tôi. Nó một cái màu trắng kem ấy. Cam kết với các bà là màu y như trên video. Không hề có một cái sự filter nào ở đây cả. Đế cao 5 phân. Cái dây da của nó mềm lắm nhỉ. Đây cái mặt trong của nó này. Cái chỗ dây cài này nó còn thiết kế thêm một cái dây chun ở đây. Mấy cái dây này sờ dễ chịu lắm. Mọi người xem kỹ cái chất của nó này. Đế của nó sẽ như thế này. Hôm trước có bạn bảo tôi là trông tôi đi như kiểu nó chật đấy. Cho mọi người nhìn kỹ. Mọi người trông vậy thôi chứ không chật đâu. Nhìn nhìn này. Hút được cả hai ngón tay vào cơ mà. Cái chân của tôi nó gầy xong rồi nó mỏng ấy. Nó không đầy đặn nên là cái chỗ này hẳn còn lỏng lắm. Thì đầu dài chân là vừa khít luôn. Đây này mọi người thấy không? Hình như tôi đi có màu trắng này trông còn đẹp hơn màu đen nhỉ. Bây giờ tôi lại thấy thì thích có màu trắng hơn ấy. Nhưng mà tôi thấy xinh. Chỉ có một điều là tôi phân vân đến lúc bước đi này này. Tôi cảm giác cái dây này chịu lực nhiều nhất luôn. Tôi chỉ sợ là nó đứt tôi. Chứ thực sự mà nói thì đi rất là êm chân. Tôi dài 23 là vừa con 36. Ra xa xa một tí này. Hồi đầu thì lại ưng có màu đen cơ. Giờ lại bị thích có màu trắng hơn rồi. Hồi hộp quá mấy bà ơi, tôi mới đặt một con sục quay chéo ở trên Shopee đây này. Giá thì cũng rẻ rẻ đấy, mà cũng sợ đi không vừa. Form không giống như trên ảnh ấy. Hôm nay tôi mua 140 cành. Học feedback của các bạn tôi quyết định là chốt con 36. Tôi mới thỏ chân và làm giật cả mình, tôi còn chưa lấy hết giấy ra ấy. May quá con giày này tôi đi vừa in luôn, không thừa cũng không thiếu. Xong rồi cũng nhờ đọc feedback tôi mới biết là con giày này đi được hai kiểu. Là cái quay đấy của nó có thể kéo ra đằng sau làm một cái quay hậu luôn. Chúng tôi lại cứ thích gạt nó về đằng trước cơ. Con giày này thì nó khá là cứng. Còn về phần nhìn thì tôi thấy nó cũng đẹp ấy, cũng không bị khác quá so với hình ảnh mà shop đăng đâu. Còn đang đặt tiếp một đôi màu đen cho bà em này này. Thế bà thấy tôi đi có được không? Sao tôi cứ cảm giác là đi không được đẹp lắm nhỉ?
Đây sẽ là một cái đôi dép quai ngang mà Bảo nghĩ là sẽ hợp gu của rất là nhiều bạn luôn nè. Nếu mà các bạn để ý thì năm ngoái Bảo có review một cái đôi như thế này rồi. Nhưng mà đợt này Bảo thấy bên Retro cho ra rất là nhiều màu mới xinh luôn. Và những cái tông màu này là tông màu pastel, Bảo thấy cực kỳ hợp với mùa hè luôn ý. Và Bảo thấy thì nam và nữ đều có thể mang được những cái dạng dép như thế này ha. Các bạn cũng có thể là mang cặp với bạn trai hoặc là mang cặp với bạn thân cũng được nhé. Cá nhân Bảo thấy là ở bên đây họ làm dép size hơi bé một xíu. Thí dụ như là đôi này thì các bạn nên tăng một size này. Bảo mang 36 thì 37 mang lên chân mới vừa ha. Phần đế bạn này cao tầm khoảng 3 phân cho nên nếu mà bà nào mà nắm đùng giống như tôi á, mang nó hát chiều cao lắm luôn ý. Các bạn yên tâm là phần quai ở bên đây á, họ ép bằng nhiệt trực tiếp vào phần đế luôn. Dính nước cỡ nào cũng không sợ bung qua nha. Đặc biệt là phần đế của bạn này á, thì bám sát vào mặt đất luôn cho nên là không có lo là bị trơn trượt ha. Chỉ có điểm trừ là những cái dạng dép quai ngang này nếu mà vệ sinh á, phải phơi thật khô thì mang không bị hôi nha. Chà, lâu lắm rồi bà chưa có một cái tập đập hộp nào á mà nhiều giày dép đến như vậy đúng không? Bữa nay unbox cho các bà sướng con mắt luôn nè. Đầu tiên á là Bảo mua một đôi dép nhựa. Nhưng mà bạn này á có thoáng khí, tức là nếu mà các bà đi trời mưa á cũng không có lo là cái nhựa này bị hôi nhá. Dép mang lên thì rất là êm chân luôn và đặc biệt có rất là nhiều màu xinh mà Bảo nghĩ là màu đen mang dễ nhất ha. Cái đôi thứ hai này á thì Bảo thấy nó khá là basic đơn giản thôi, nhưng mà lúc mà mang vào chân á rất là thon và đẹp ha. Đôi này thì cao tầm khoảng 3 phân, Bảo thấy phía dây ở đằng sau á thì nó cũng ôm sát chân đấy. Nếu mà bạn nào sợ bị rớt ra thì cứ chọn size nhỏ hơn một size để mang nha. Đôi này thì cũng có nhiều màu xinh nhưng mà màu bạc thì Bảo chưa có nên là múc luôn. Cuối cùng là một cái đôi giày màu tím mộng tím mơ, mà màu này thì Bảo thấy không có bị sến lắm đâu. Nếu mà các bạn để ý thì lúc trước Bảo có một đôi màu đen rồi, bạn Bảo thích quá thế là đu đôi đó luôn rồi, thế là Bảo múc thêm một cái màu này lạ lạ. Tại Bảo thấy cũng gần tới hè rồi, những cái màu trắng đen đơn giản quá thì nhìn nó không được nổi bật, múc cái màu tím này để phối đôi xem sao. Đôi này mang lên chân rất là xinh luôn. Bảo nghĩ các bạn có nên chọn chuẩn size đi nha. Tính ra hồi đó Bảo thích mặc mấy cái đầm baby doll với lại phối với những cái đôi giày Mary Jane ấy. Mà những cái dạng giày Mary Jane ấy mà màu đỏ thì cực kỳ xinh luôn. Hồi đó Bảo nhớ là có coi một cái bộ phim hoạt hình nào đó, thấy một cái nhân vật mang á mà thích đôi đó đến bây giờ luôn. Vô tình thì Bảo thấy một đôi na ná giống như vậy ha. Họa tiết của bạn này thì là vải tuyết nha, cho nên là nếu mà các bạn có vệ sinh á thì chỉ cần dùng khăn ướt và lau thôi. Và lại màu này thì thấy cũng không có dễ dơ đâu nha các bạn ơi. Phần khóa thì có nấc để các bạn tự điều chỉnh thu vô thu ra tùy cái mua bàn chân của mỗi bà ha. Đôi này mang lên chân rất là ôm chân và đặc biệt thon chân lắm nha. Bạn nào chân thô thì mang những cái đôi này rất là xinh nè. Giày thì bạn thấy có nhiều màu xinh lắm nha, có cả màu đen nữa. Nhưng mà cái màu đỏ này vừa lạ vừa sáng chân hơn ha. Kaka, sắp ruột của bà đã có TikTok shop rồi nè mọi người ơi. Đầu tiên nhìn thấy em guốc này là bà múc liền luôn á mọi người. Có rất là nhiều màu xinh, có cái màu hồng cũng xinh lắm nha. Mà tôi nghĩ là màu hồng sẽ khó phối đồ hơn cho nên là tôi lấy màu đen để dễ mang. Gu của bà thích mấy cái dạng guốc mà nó hơi thô thô tí xíu á. Em là đúng chuẩn gu luôn nè. Đôi này cầm lên rất là nặng tay nè. Đặc biệt là êm lắm nha mấy bà. Nhưng mà đôi này thì bà khuyên là các bà nên mua lùi size á. Đôi này bà lấy 36 nhưng mà mang nó hơi bị rộng một chút. 35 là đẹp luôn đó nha. Cao tầm khoảng 7 phân nhưng mà gót thì nó khá là chắc á. Đi đứng thì rất là chắc chân và đặc biệt không có bị mỏi nha. Màu đen thì Bảo thấy mang lên rất là tôn chân luôn đó nha. Cái đôi thứ hai này là một đôi giày bata mà cũng lâu lắm rồi Bảo chưa có múc đôi nào cho Bảo hết trơn á. Đôi này thì các bạn có thể đi tập gym cũng được hoặc là đi tập thể dục nè. Ngoài ra có thể mang được đi học luôn nha. Kế giày á thì kiểu basic đơn giản nhưng mà rất là trẻ trung năng động. Giày mang cực kỳ êm mà đặc biệt á là có cái phần đế bám đất rất là tốt và cũng không sợ là bị trơn trượt ha. Đôi này thì các bạn cứ múc chuẩn size cho tôi, gu bà nào basic hốt liền.